bật xong nhìn mắt nhìn mắt chị. Then you show she want the baby. It's gonna be like ride or die, baby. She gonna need a body line, need a single, need a eyes, need a chance to have me now. But so
chọn nay hết ta hờn rồi. Ta hờn mấy người rồi, mấy người cần chọn đi thôi. Cười hả he lắm ư, mấy người cười hả em. Đi, sao cầm đất là cười nghe vậy hả em. Ni là bên phải nha, xinh hơn là Ni nha. Chứ xấu hơn là xù nha. Mọi người nghiêm trong đầu đi, Ni xinh hơn nha. À, anh trốn quen rồi còn nét. Tôi nét Ni, nét gì? Hello Tùng nha. Đấy mới không nít là cười ngay. Dạ Ni, anh nói Ni đúng không? Nhìn ai cũng giống ai. Tại sinh đôi nha, Minh Hoàng. Có, đâu có giống mày đâu. Không, à, đâu có giống đâu. Không có giống lắm đâu. Nhìn kỹ đi, hơi bị khác luôn á. Vậy là Ni của út, xùi của tí. Dạ thôi, thôi vậy thôi, chọn Ni hết đi, đừng có chọn xùi. Mọi người bắt nạt xùi đó.
Linh lúc nào cũng hơi hơi bất ngờ thôi. Cảm ơn mọi người nghe. Thả tim. Hello anh yêu. Hello anh. Thua nó nói 7 giờ rồi. Hello Linh con ngầu nha. Giọng nó kỳ quá à. Nó khàn quá à. Em đang nói nè. Em là Ni á, phải là Sườn nha. Sao tự nhiên tìm kiếm nó không được á? Này không, không xóa được luôn. Còn nó bị sao thì không biết nữa. Không bị gì đó. Không kiếm được luôn nè. Hello mọi người đang trong ROM nha. Tự nhiên không xóa được á. Không mở được, không biết bị gì. Không biết bị gì. Bị gì. Mọi người đang xem. Nói chung là nó không có. Hôm nay thấy mắt nó sưng làm sao nhỉ? Thấy mắt nó bị sưng á. Lại giọng nó bị khàn. Chắc là tại live buổi sáng á. Hello như vậy cho an toàn. Dạ như vậy cho an toàn anh. Nhìn kỹ mới thấy khác nhau á. Cảm ơn, cảm ơn nha. Cảm ơn So Say Away. Không biết tiếng Anh. Không biết tiếng Anh nên nói tầm bậy nha, đừng có nói xùa nha. Cảm ơn. Away, gọi Away ra đi. Gì không biết nữa. Đâu học ăn kẹo với ngọt có học, nhưng mà không phải cho hai đứa chứ. Cho một đứa ăn, một đứa nhịn hả? Hay. Đúng rồi chưa? Chưa bấm được, không xóa được luôn. Thì ghi chữ khác vô. Không ghi được chữ. Nói chuyện mọi người đi. Cái máy tính không biết sao rồi, nó bị gì rồi đó. Hello Vinh Tuấn nha. Gọi Lê rồi em mới đổi tên. Dạ. Thì anh nói thì em mới biết chứ. Hello Sơn 6 tuổi. Hello kẻ vô tình. Hello cậu. Hai đứa
sống em dạo này thế nào rồi? Anh vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn dầm tối. Nhiều lúc nước mắt con tim anh lạc lối. Khi anh yêu em lòng bao anh trong đợi mong. Em như kẻ ngu si chẳng bận tâm điều gì. Để rồi em đẹp nhất hôm nay. Em đẹp nhất hôm nay. Nên cười đi. Em cảm ơn sofa ở quay nhé. Cảm ơn tim tim. Cảm ơn tim tim. Sao mình thả tim thả tim. Sao mình tự nhìn mình xấu vậy ta? Dạ, đâu có xinh đâu cọp. Ni xinh hơn nha cọp nha. Ni là tóc xõa đó. Lời ký. Để tìm bà hát thôi. Bắt đi cậu. Bắt Ni đi. Muốn bắt Ni là phải bước qua xác của dù chút nha. Bước qua dễ nè. Chỉ cần nằm xuống là bước qua thôi. Em đẹp nhất hôm nay. Em đẹp nhất hôm nay. Dạ em cảm ơn sofa ở quay nha. Tim tim. Đổi tên rồi nè. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn nhiều lắm. Em cảm ơn anh nhé. Dạ thôi bánh đi thôi. Bánh đi đi. Em sẽ nằm xuống cho anh bước qua. Dễ mà. Đâu có khó đâu. Để đi hát cho mọi người nghe bài này nha. Hello mọi người đang trong room với lại mọi người ơi, ai có hoa free lên đi với xù nha. Ai có hoa free lên nha mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm.
sofa ở ngoài nhà. Lại buổi sáng mất cười quá à. Lại cười miệng nhất chứ. Sao lại cười che răng? Anh phải cười bỏ răng ra chứ. Đã rồi mà. Vậy giờ anh nói rồi đi em không? Em chưa có thấy á. Anh tên gì vậy? Bài hát khóc đi cho người đi. Khóc cho người đi hả? Như mình không tìm kiếm được luôn gì. Nó bị gì á? Không tìm kiếm được. Ý là không ấn được á mọi người. Không ấn được á. Tình Sony yêu Nguyệt ơi, không có mở được nha. Tại vì nó không biết sao bấm không được á. Nếu mà bây giờ mình hát cho mọi người nghe đó, chắc là phải được đặt bài nữa. Tại vì nó có trên cái mục mà chọn á. Dạ đi cười, đi cười duyên lắm anh. Anh phải chọn đi để đi cười nha. Đi cười duyên lắm luôn á. Hôm nay hai bé ốm quá nhỏ. Dạ, nhỏ tí xíu à. Người ta lép mà. Ý anh nói là lép chứ gì. Sao nói thẳng đi. Cảm ơn Nguyên nha. Hello. Hello, cảm ơn Nguyên rồi. Anh ốm chứ không lép. Tụi em ốm tụi em lép luôn. Vậy anh bổ bổ cho chúng em đi. Bổ bổ đi cho nó. Cho nó lỡ mập đi. Chào kẻ vô tình nha. Cảm ơn sofa ở quay nha. Anh ốm vô ngon lép hả? Hello Nico. Lái ô tô nha. Hello hello. Cảm ơn anh nha. Anh vẫn chưa nói tên. Vậy sao anh biết tên anh? Cảm ơn nha. So far away. Gọi anh là Ly hả? Dạo này ít khi thấy hai bé nhỉ. Vậy chắc là tháng này tụi em sẽ sâu link. Sâu thường xuyên á. Sẽ sâu đủ. Tại vì tháng trước là hai chị em bị tai nạn á. Xong rồi bị tai nạn xong không ở nhà dưỡng thương á. Nên là không có like được. Chào nhau cả đi. Chào tụi em nha. Hello tụi em. Tai nạn giao thông à? Dạ đúng rồi. Tụi em bị tai nạn giao thông. Dạ tụi em đi làm rồi ạ. Tụi em đừng nghĩ anh. Đi yêu xù không yêu. Em hờn. Em hờn em. Tông vô tụi em á. Không phải em nhầm.
anh đó là mới biết lái ô tô á. Xong rồi tự nhiên đang đi, xong cái anh đó anh dừng lại ngay tức khắc luôn. Xong tụi em đi từ sau là đi cũng không có xa á, đi cũng mấy mét, đi cũng 50 mét, nhưng mà xe ô tô đó là nó chạy chậm á. Xong tụi em đi từ sau, xong kiểu như thấy cái xe đó thắng gấp, xong tụi em cũng thắng luôn. Xong cái nó trơn bánh á, trơn bánh xe, xong rồi nó trơn, xong vèo một cái vèo một cái, xong rồi tông vô đít nó, tông vô sau xe nó, xong rồi bị bể cái kính sau của nó. Còn tụi em, xe tụi em thì hư trầm trọng luôn. Hello Che tiểu thương nghe. Hello, hello mọi người nha. Nhớ đi kìa. Nhớ nhiều không? Nhớ nhiều không? Có nên bùi không? Dạ có. Mà họ phải đền bù cho mình á, sửa hết xe cho mình luôn, rồi trả tiền viện phí, tiền thuốc, tiền gì. Tại họ là người sai mà. Bán xăng cho tôi mới biết lái ô tô nè, tội ác. Dạ có, nó đền bù nha anh. Đi dễ thương quá, anh tài xế mất tập trung. Dạ không phải, tụi em từ sau mà. Có tiền những tháng qua có bù có lại. Dạ nó là người sai, nó phải bù chứ. Em mất cái gì em phải bù, đúng không? Hay hi. Em là gì? Bạn đầu tiên trong bộ em này á. Bên này á? Nhưng mà biết này biết Nam mà. Biết Nam. Tự nhiên không tìm kiếm được, không biết sao luôn á mọi người ơi. Không ghi chữ luôn. Hả? Không có ghi chữ à? Không ghi được chữ, không biết bị gì. Gặp anh là anh cho vô tù luôn. Dạ, nếu mà họ mà gọi công an á anh, là họ hơi bị phiền phức á. Tại vì mới biết lái mà tự nhiên chạy ra đường mà thắng, mà đi cái phần đường nhà Cam nè. Cam nè. Sao không cho như không đi. Nếu lỡ ví dụ anh cho như hổ xong rồi tụi em vượt lên thì sao? Mắc cười quá à. Em gọi anh nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Hello Bo ngủ. Cam nè. Cam nè. Mắc cười quá à. Ý nghĩ của Cam là cái đó nha. Em chào anh Bo ngủ. Đấy á, không chỉ là nó cười cười á. Đây đúng không? Thử ấn ở đây đi. Thế em cảm ơn anh nhiều nha. Không. Anh cho tụi em cam để tụi em bự lên hả hay là nhỏ lại? Dạ tụi em bữa hôm nay tụi em có lịch sau sáng anh. Hello Kaka. Ôi này đẹp buồn con đi ơi chú ơi. Dạ ni đẹp thôi chứ chú không đẹp nha anh Kaka. Không có trong, đâu không có đâu ni. Đi không có đẹp đâu. Trong tháng đó hai bé đi tầm đẹp hay xe lăn. Dạ không, tụi em đi kinh nhất đó anh. Anh đâu mới thơ ghê. Dạ tụi em hiền khô à anh. Tụi em hiền nhất CC Talk TV anh. Đúng không nhỉ? Dưa hấu nha.
ăn dưa hấu nha. Alo. Có anh ơi, không có bàn đâu. Em sẽ mong là cái dưa hấu của anh á, nó sẽ là dưa. Ủa như là cái em mong là cái dưa hấu của anh nó sẽ vỗ bổ em, làm em nó bự lên thêm chứ không có bị lép. Dạ không, đi đẹp hơn á anh ca ca. Bé nào Ni, bé nào Xù hả? Dạ Ni là xõa tóc hơn Xù, xấu hơn mà Xù cột tóc lên nha. Ba và hai bé đều không đẹp. Em của hình nước thì tóc chỉ bị xạo xạo nha. Sao anh kêu thằng gây tai nạn mua chiếc xe anh? Tại tụi em chưa có bị gãy chân mà anh. Nó bị chà xét nhẹ hơn. Với lại Ni thì bị nặng hơn, tại vì Ni chở em á. Đi chở em đi bị nặng hơn, xong rồi phải đi một tháng trời luôn, đi ra bệnh viện tái khám nhiều lần á, tại vì cái xương bị nứt á, giờ tay của Ni bị chọc bị tật luôn rồi á. Dạ Ni đẹp hơn mà anh. Sinh đôi thì sinh đôi phải có một người đẹp, một người xấu chứ anh. Đâu nhỏ tí à, tụi em nhỏ tí à. Hết được nhỏ lớp trưởng cho hai cô. Hôm qua bị cúp điện á, nên tụi em chưa có mở lên hát được nha Minh Trung. Hay là ngày mai em sẽ hát anh nghe nha. À, tuần sau em có lực em sẽ hát anh nghe nha. Anh bấm theo dõi em nha. Xong kêu người gây tai nạn mua xe cho hai em. Em chưa có bị tàn phế mà anh sao lại mua được đây. Lỡ sao hai em đổi style thì khó nhận ra. Dạ tuy là em nhìn em bánh bèo vậy thôi, nhưng mà em thực sự là em rất là bánh bèo. Cái gì vậy? Em chào anh Thịnh. Ni yêu gì? Ni yêu sao lại yêu Ni? Cảm ơn anh Ly nha. Cảm ơn anh Ly nha. Tim. Vậy em cảm ơn anh nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dạ em cảm ơn anh nữa. Cảm ơn anh nhiều nha. Ly cứ cười đi em. Thế nhịn cười không? Xù nhìn mà dạ không, Xù xấu lắm á. Chê tiểu thư. Nhi có cười đi nha. Nhi mới cười ghê á. Dạ em cảm ơn anh Ly nữa nha. Em cảm ơn anh Ly nha. Trời mát hơi. Bánh bèo nhưng thực ra bánh bèo. Dạ đúng rồi anh. Sao không kêu anh qua để anh cõng hai bé cho bớt khổ? Anh cõng được hai người không anh? Sợ anh không cõng được á, tại vì tụi em nặng lắm á. Sao không kêu anh qua cõng? Ha ha, lại cười đồ. Cười nhe răng đồ, coi chừng vỡ răng nha. Nó tự rụng á, chứ tụi em không có làm gì đâu nha. Tự anh cười như thế xong á, nó khác rụng nha. Thôi hai đứa oi như vậy nha. Dạ. Dạ, bye bye anh nha, anh đi. Vì cả thế giới anh bằng lòng cộng hai bé. Dạ sợ anh không cộng nổi đâu. Dạ bye bye anh nha. Bye bye kìa. Bye bye anh. Giơ tay nữa. Cảm ơn chị tự. Nghe hôm nay cũng ngầu. Thấy một bài đi. Bài gì á? Không có, nãy giờ kiếm mà không thấy được. Ủa anh Thịnh còn coi không?
anh thích. Dạ, anh nhận theo dõi tụi em chưa? Hello, Rosie. Rosie. Tự nhiên không ấn tìm kiếm được, không biết bị gì á. Hay là do lỗi? Hả? Tự nhiên không ấn được hả? Cảm ơn Uyên. Tự nhiên anh tự nhiên không biết sao tự nhiên không tìm kiếm được á. Anh vẫn còn bị cảm một xíu. Sao lại vỗ tay hả Minh Trung? X-Men Topos dành cho người thành công. Mùi hương kích hoạt thành công. X-Men Topos. Hello mọi người, đang trong room nha. Không biết bị gì á, tự nhiên không mở được luôn á. Mọi người đợi đi xuống tí nha. Mới dạy là nó dạy luôn á. Bây giờ đi sẽ hát cho mọi người nghe nha mọi người. Ok.
tôi á, Bảo Ngọc. Hay quá kìa. Cảm ơn Minh Trung nha. Hay đâu Minh Trung ơi. Bye bye Bác Nguyên nha. Khờ thiệt luôn hả? Nói đi khờ đi. Hay là nói đi khờ? Đi đâu có khờ đó. Phải nói là ngây thơ nha. Nói ngây thơ nha nhỉ. Đây là chị em là em. Dạ. Lâm đẹp trai có thấy cái người xinh xinh không? Cái người xinh xinh á, đó là chị đó. Còn em là người cột tóc lên nha. Không khác nên em vào xem bù lại nha. Hẹn bye bye Bác Nguyên nha. Bye bye. Ha ha, cười coi chừng rụng cái răng nha. Nhím. Nhím không sợ rụng răng à. Mọi người ơi, có hoa free lên giúp Ni Xù nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hai chị em ăn gì chưa? Dạ chưa nha. Mọi người ơi, hôm nay chủ nhật mọi người có đi đâu chơi không? Hay là ở nhà? Giờ 10 giờ kém rồi. Còn 10. Xong phải anh trước. Thiên Bình là em. Là cơn gió, rác thải gió. Giờ không kiếm được. Không biết sao tự nhiên không có tìm kiếm được á. Không có tìm kiếm được luôn á. Anh nhím. Chứ bài thả gió em hát được mà. À, đó. Không tự nhiên nó không có có mình ghi gì là nó không có hiện. Không biết bị gì á. Anh thông cảm nha, để tuần sau em có sau thì em hát anh nghe nha. Dạ anh ấn theo dõi ở trên á, ở trên có dấu cộng á, anh ấn theo dõi đi. Rồi khi nào tụi em có sâu rồi, anh vô anh đòi em, rồi em hát cho, hi hi. Dạ, nghe giọng ở đời dễ thương quá. Dạ, cảm ơn Huy Vũ nha. Nhi hát Bác Nguyên nhắn tin cho Nhi nha. Bác Nguyên nhắn tin cho Nhi nha kìa. Nhi không biết là Nhi có rảnh không á. Nếu mà Nhi rảnh thì Nhi trả lời nha. Hãy cho mọi người nghe bài này nha. Hi hi. Thank you.
Thằng nói là đi có nghe được chưa nữa. Nghe được chưa? Nghe rồi hả? Hay là từ đầu hả? Còn một phút mà. Em đi. Trong